Kính thưa quý thính giả, tháng chạp năm Canh Thìn, tại nhà thương chợ quán, Đức Thầy có viết một bài nhan đề tự thán để gửi về cho Đức Ông và Đức Bà ở Thánh Địa Hòa Hảo. Trong đây sao vài câu nói qua chánh sách bạo tàn của thực dân Pháp làm cho lòng Ngài tan nát. Đức Thầy nhắc lại sự cách biệt gia đình, nỗi long đong số phận, và nói đến tấm lòng bác ái vị tha của Ngài là quyết đem đạo đức cứu đời, để rồi Ngài tóm lại bằng những lời đau đớn, nước non nhớ nhung cố quốc. Đây bài tự thán Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán tháng chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Vì đâu bốc cái ngọn lửa tần mà lòng tăng sĩ như dần nát tan, nghĩ mình chọn kiếp con quan quê hương rày đã dặm tràng sơn xuyên, tổ đường còn một cây cành quyên, từ đường hôm sớm mi luôn phiền chờ trong. Hai em thiểu trí thơ đồng, chỉ đã an phận theo chồng đàn xa. Tự mang một mi tấm áo già, mùi thiền đã thấm ơn nhà lợt phai. Sống xanh ra phần râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Tuy là xa cách cố nhân, nơi đời triêu mến sớm gần cửa không. Từ bi buộc chặt cõi lòng, còn ơn cúc dục để hồng mai sau. Bể trần sống cuộn lao sao, sông thiền bát nhã lướt vào một phen. Quản chi lực kém tài hèn, dù đời bác đãi ngọn đèn cứ nêu. Soi từ đại các xá liều, cho người trí lạc biết điều nghĩa nhân. Tại tay hai chữ cân phân, trời ban quả phước kỳ một lần cho ta. Mắt đen thấy mắt trắng lòa, Phật ma ma Phật mới ra vỡ tuồng. Trời già tay khéo ơi khéo luôn, sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui. Năm canh luôn ơi những sụp sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang.
sầu chung ta cất cây tiếng than. Phù sinh kiếp có đón tràng thì thôi, bon bon chuông dục mấy hồi, rầm rầm sấm nổ trên đồi xa xa. Đầu canh tiếng ơi đồng bên nhà, chờ ba canh một thì gà gáy tan. Ngày xuân cách ơi cội xa làng, người quê quán chợ như thoảng linh đinh. Vừa cơn sóng hay gió bất bình, số trời đã định phận mình biết sao. Ngày xưa mấy ơi bực anh hào, giàu sanh ra tử giải nào trách than. Thân này đã ngắm ơi trầm nhang, vui cầu bác ái bền gan đợi chờ. Đêm khuya vắng lặng như tờ, dài hàng nhủ hết chớ ngơ ngẩn lòng. Gắn tình đừng lắm ngóng trong, hùng tình sao ấy trời đông lờ mờ. Hèm gì mắt lá thiên thơ, đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thì lòng dằn lấy lòng, gặm đây đến cuộc mây rồng chẳng xa. Đêm khuya lác đác cơ sương xa, phòng khuya lạnh lẽo có ta với phòng. Gật gù suy cuộc hưng vong, quyết xây mái tạo gánh gồng chưa yên. Trí thần nhớ đến nơi tiếng quyền, gọi hồn cô quốc như sầu riêng một mình. Trầm ngâm vẻ mặt cười làm thinh, tựa mình bên gối giấc quỳnh đã say. Mở tiếng hồn muốn dục bay, Nam Mô A Di Đà Phật. Liên tục kính mời quý vị thưởng thức bài Giọng Bắc Hòa Nam. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Tân Tỵ. Nam Mô A Di Đà Phật. Lâm sang gài đã rời ra, vào trong lê thứ vậy mà xét soi, bàn với luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên lý bài ra. Thấy đời ta cũng thiết tha, chiến tranh
ngoại quốc hằng hà lụy rơi, bị danh lợi xe lời tình nghĩa mới tranh giành soi xỉa cùng nhau thay phơi mà chẳng nũng nao. Tranh cùng với đoạt chừng nào mới thôi, hạ quân lao khổ lắm môi tu sao mới được qua đồi trong gai. Lo bổn phận thảo ngày trọn vẹn, chừng lập mi đời không thẹn tấm thân. Cầu quân lý tứ ân chạm dạ, nếu chẳng dình phải đỏ đừng tha. Chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ đền vàng bao thay. Chọn bên nước đuổi mai trong đục, nếu chần chờ lục đục trễ chân. Yêu đời ta dạy làm ơn, lời ta khuyên nhủ tở đời ba nhà. Trong bổn đạo gần xa ghi nhớ, phải thi hành phận tớ cho xong. Để sao đến việc long đông, xác thân khó thay mây trồng hội chữ trung tính chạm bia trước mộ người phượng thờ đặng đổ chúng sanh. Trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cành non bồng kỳ hẹn ngày kia. Chúng ham làm chức nát niên, ngày sau như thể vô điều quên nôm. Nay nhằm lúc đêm hôm vắng vẻ, muốn tu hành lặng lẽ mà nghe. Thử yên lặng để về nó gái, gái ít điều rõ mấy thiên cơ. Người khôn nghe nói ngẩn ngơ, người ngu nghe nói kẻ chẳng mến tình riêng hay ghét. Ta tu hành hay mết làm chi, hộ thay cho bậc tu bi.
thân mình chẳng vẹn. Vậy thì không lo, để đến việc gian lưng mà chịu, ai biết điều sớm liệu cho xong. Miệng xử thế nhiều ông kêu hành, ta dạy đời chẳng rảnh mà tranh. Gió đưa nhầm lúc đêm thanh, lời ta dạy dỗ như nhành ghẹo chim. Gắn công mài sắc nên kim, những câu quyền bí ráng tìm cho ra. Viết ít câu ngâm nga thời thế, ta khuyên đời như kế trương lương. Tâm thân nào nay gió sương, thương yêu lệ thứ lo lường năm canh. Nếu ai muốn luận tranh đạo đức, ta cho đời một bức thi ca. Hết gần rồi lại nói xa, nói cho sanh chúng rõ mà người chi. Dân với chúng còn ghi mãi ơi mãi, đạo tu hành nói phải mà nghe. Ngàn năm đạo ly văn que, bị người thần tu bài chè cùng xôi. Kinh giới xăm ngoài môi nó ơi tùng, đạo suy đồi bại lùng vì ai. Đem nguồn chân lý bằng nay, ta thường dân chúng mà lạc loài giống xưa. Mặc ý ai ghét ưa ghét, định tâm thần xem xét thế nào. Dài đời chẳng nề công lao, khuyên người danh lợi chớ rào làm chi. Ngày sau đến nơi việc sầu bi, thường đời ta mới làm thi khuyên đời. Còn ẩn nhận đợi thời chưa đến, nên phải làm kẻ mến người khinh. Nam mô A Di Đà Phật.